Lô xin chào tặng máy nhá, shop công nghệ nghe lén 4.0 hotline 0886 992315. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm camera ngụy trang ấy trước bóng đèn Yossi bạn nhé. Thì cái bóng đèn Yossi này thì đang rất là hot ở trên Facebook cũng như ở trên TikTok rồi. Thì cái mẫu bóng đèn Yossi này đơn vị nhà mình đang bán sale cho các bạn với giá là 299.000 bạn nhé. Với giá là 299.000 thì các bạn sẽ chưa bao gồm có phí ship này cũng như chưa bao gồm có thẻ nhớ bạn nhé. Thì thẻ nhớ đơn vị nhà mình có bán kèm theo thẻ nhớ 64GB thì các bạn có thể thêm là 100.000, còn thẻ nhớ là 128GB thì bạn sẽ thêm 100.000 bạn nhé, thêm 150.000 bạn nhé. Nhận hàng bạn được bóc hàng ra kiểm tra và test thử giống như video mình đang quảng cáo đấy các bạn mới phải thanh toán tiền, mà không giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn hoàn hàng với cho mình và đơn vị nhà mình là không thu tiền phí ship của mọi người. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra và đi vào hướng dẫn mọi người cách sử dụng nhé. Đó, đây là một bộ sản phẩm đầy đủ khi bạn mua hàng chiếc camera ngụy trang chiếc bóng đèn Yossi. Mình sẽ bóc ra. Bên trong đây sẽ là một bộ sản phẩm đầy đủ này. Thứ nhất là sẽ gồm có một chiếc camera ngụy trang chiếc bóng đèn Yossi. Bao gồm có cả một đuôi điện luôn bạn nhé. Thì cái mẫu bóng đèn Yossi này thì sẽ quay 360 độ bạn nhé. Đó, và cái này là hình ảnh là Full HD. Full HD rất là nét. Quay 24/24 bạn nhé. Và kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có một hai con ốc này các bạn có thể vít vào tường này, vít đuôi đèn này, cũng như là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Anh bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc camera ngụy trang chiếc bóng đèn Yossi này và đi vào test chất lượng hình ảnh thực tế cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Mắt camera đây bạn nhé, xung quanh sẽ là có 8 nét hồng ngoại, 8 nét thì các bạn có thể là phát sáng này. Đây sẽ là cảm biến quay đêm. Đây sẽ là mắt camera. Ở bên trên thân đây sẽ là có nút reset này. Khi camera các bạn dùng lâu bị đơ là hình ảnh nó không được sắc nét. Hoặc là khi mà các bạn muốn đổ wifi để xem từ xa thì các bạn sẽ dính vào nút reset này để reset camera các bạn nhé. Đây sẽ là khay cắm thẻ nhớ đây. Thì sau đây mình sẽ xoáy vào đuôi điện của mình nhé, bởi vì cái này mình chưa đấu điện. Thì cái đuôi này các bạn về có thể dùng hoặc là các bạn có thể đấu trực tiếp vào đuôi điện của các bạn đều được thôi. Đây mình sẽ xoáy vào đuôi điện nhé. Mình sẽ xoáy vào đuôi điện này. Sau đó mình sẽ cắm vào nguồn điện thôi. Thì để sử dụng thiết bị thì các bạn sẽ cần tải cho mình một cái ứng dụng về điện thoại là ứng dụng Yossi bạn nhé. Ứng dụng Yossi này, bạn nào đang sử dụng điện thoại iPhone thì các bạn sẽ vào cửa App Store tải. Các bạn nào dùng điện thoại là Samsung, Oppo, Vivo thì các bạn sẽ vào cửa Google Play nhé. Các bạn có vào ô tìm kiếm cho mình cái ứng dụng là Yossi. Các bạn sẽ tải cho mình cái ứng dụng là Yossi có biểu tượng như này. Thì mình đã tải sẵn cái ứng dụng này về điện thoại rồi. Thì sau đó các bạn sẽ thoát ra ngoài hành chính nhé. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ vào ứng dụng là Yossi trước. Thì bạn nào chưa có tài khoản nhé, thì các bạn sẽ chọn mục là đăng ký này. Thì ở trong đây thì các bạn sẽ ấn xác nhận nhé. Các bạn có thể nhập cái tài khoản Gmail của bạn vào hoặc là các bạn có thể nhập cái số điện thoại của các bạn vào. Sau đó các bạn chọn tiếp tục là cái ứng dụng Yossi này sẽ gửi cho các bạn một cái thông báo có bao gồm một dãy số gửi về qua số điện thoại cho các bạn. Sau đó các bạn chỉ cần ấn mục tiếp tục thôi là sẽ gửi mã về, các bạn tạo mật khẩu là được thôi. Mình đã có tài khoản sẵn nên là mình sẽ đăng nhập ở bên trong nhé. Đó, hoặc là có cách nhanh hơn này, cách nhanh hơn thì các bạn có thể đăng nhập bằng Line này, bằng Facebook này, tài khoản Apple. Đây mình sẽ nhập mật khẩu vào, bởi vì mình đã có mật khẩu sẵn rồi nên là mình sẽ nhập vào nhé. Đó, khi bạn vào trong ứng dụng nhé, thì ở trong đây sẽ hiện cái bảng điều khiển bên trong như này. Thì các bạn sẽ chọn là thêm thiết bị mới này. Đó, sau đó thêm điểm truy cập, đây là các bạn sẽ kết nối qua Wi-Fi làm từng bước một. Còn cách thứ hai nhanh hơn thì các bạn sẽ chọn mục là thêm thiết bị thông minh nhé. Các bạn sẽ quét cái mã QR code. Còn thêm thiết bị có dây thì cái mẫu bóng đèn Yossi này thì sẽ không kết nối được, bởi vì nó không có chỗ để cắm dây bạn nhé. Đó, đây mình sẽ quét cái mã QR code ở trên thân camera. Khi bạn quét xong nhé thì các bạn sẽ chọn vào mục là đã hoàn thành các thao tác trên, sau đó bạn sẽ ấn tiếp tục. Sau đó bạn xem là cái mật khẩu wifi này đã đúng với mật khẩu wifi của nhà bạn chưa, các bạn ấn nút tiếp tục thôi. Sau đó bạn sẽ chọn mục là đi tới kết nối wifi.
ấn đã hiểu. Sau đó bạn sẽ chọn mục là wifi nhé. Đó thì cái camera bóng đèn do si sẽ phát cho mình cái mã wifi này, thì các bạn sẽ kết nối vào cái nối wifi có chữ GWAP nhé. Khi các bạn đã kết nối xong thì các bạn sẽ thoát ra ngoài này, các bạn sẽ vào trong cái ứng dụng là do si. Đó thì các bạn đợi khoảng 30 giây thì cái camera bóng đèn do si này sẽ kết nối được với điện thoại của bạn nhé. Đấy, bạn đợi một chút, bao giờ chạy xong thì đã tải lên xong bạn nhé. Đó, bây giờ ở trong này thì các bạn có thể đặt tên nhé. Đó, các bạn có thể đặt tên là sân này, ở cửa tiệm này, vật nuôi này, vân vân. Nếu mình theo dõi ông bà thì mình sẽ mục là đây, bạn chọn xác nhận. Đó, sau đó bạn sẽ chọn mục là kiểm tra thiết bị của tôi. Đó, thì đây mình đang quay trong phòng của mình nhé. Đó, các bạn có thể di chuyển cái mắt cam này. Đó, các bạn kéo lên trên này cũng như xuống dưới. Đó, thì thuận chiều nhất nhé, thuận chiều nhất thì bạn sẽ để như này. Đó, sau đó bạn sẽ di chuyển sang trái sang phải này thì nó sẽ là thuận chiều nhất lên trên xuống dưới này. Đó, cũng như có cái mẫu này thì mình sẽ mình test nên là mình sẽ để cố định ở đây. Đó, rồi mình sẽ di chuyển qua đây thôi. Đó, mình test cho các bạn, mình sẽ ở đây thôi. Còn khi bạn về nhà thì các bạn sẽ gắn tùy theo cái đu đèn nhà bạn thôi. Các bạn sẽ hướng làm sao nó thuận chiều nhất là được. Rồi. Đó, xoay sang trái sang phải này. Đó, đều được hết bạn nhá. Quay 360 độ rất là tiện. À, trên đây sẽ hiện luôn cả ngày này, giờ bao nhiêu đây. Đó. Tiếp theo thì bạn nào muốn bật tiếng nhá thì bạn sẽ chọn màu hình cái loa này. Alo alo. Đó, do camera và cái điện thoại của mình đang gần nhau nên là sẽ bị xung đột âm thanh. Còn khi mà các bạn đã kết nối xong từ xa rồi thì tiếng vọng như vậy sẽ mất đi bạn nhé. Tiếp theo thì cái mic này sẽ là đàm thoại hai chiều bạn nhé. Đó, các bạn đàm thoại này. Alo alo. Alo alo. 1 2 3 4 alo alo. Alo alo. Alo alo 1 2 3 4. Đó, các bạn có thể đàm thoại được hai chiều nhá. Ví dụ khi mà các bạn gắn ở nhà mà các bạn theo dõi mà có kẻ trộm đi vào, các bạn muốn nói chuyện qua cái này thì các bạn chỉ cần dí liềm ở đây rồi nói thôi. Đó, rất là tiện đó nhá. Tiếp theo thì bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn sẽ chọn vào cái mục này sẽ là lưu lại video vào trong cái ứng dụng là do si. Đó. Này. Các bạn muốn lưu lại video thì các bạn sẽ bấm lần nữa thôi là sẽ tự động lưu lại video vào trong cái ứng dụng Galaxy bạn nhé. Đó, đây sẽ là cái chụp ảnh này. Đó, đây các bạn muốn chụp ảnh là mình cũng phân phối cảnh này, các bạn chụp ảnh đây. Đó, ra đây các bạn muốn chụp ảnh thì các bạn chụp ảnh ở đây. Đó, rất là tiện bạn nhé. Tiếp theo thì cái mục cài đặt này, trong cài đặt đây sẽ hiện những cái thông số này, sự trông nom thông minh này. Đó thì các bạn muốn bật cái chế độ là theo dõi chuyển động ấy, thì các bạn sẽ kích hoạt lên. Nhà bây giờ chỉ cần có người di chuyển qua cái mắt camera này thôi là cái camera này sẽ di chuyển theo nhá. Đó, nó sẽ di chuyển theo cái chuyển động lần trước. Đó, các bạn không muốn bật chế độ lên thì các bạn sẽ tắt đi. Đó, tắt đi là được thôi. Đó, tiếp theo sẽ là mục thiết lập ghi hình này. Đó, chỗ này thì các bạn sẽ cần gắn thẻ nhớ nhé, nhưng mà vừa rồi mình chưa gắn thẻ nhớ vào. Đó, tiếp theo sẽ là mục hình ảnh và âm thanh này. Đó, các bạn có thể là cho âm lượng của thiết bị nó giảm đi này. Đó, đây. Cũng như các bạn có thể là cho chất lượng hình ảnh nó cao lên. Đó, cao, cực cao, siêu cao. Đó, tiếp theo là cài đặt ánh sáng trắng này. Đó, đây sẽ là mục để giúp các bạn có thể là cài đặt ánh sáng từ xa các bạn nhé. Các bạn muốn bật đèn bao giờ thì bật mà muốn tắt bao nhiêu thì tắt. Đó, các bạn sẽ cài đặt thông số đây. Đó, các bạn bật đèn từ bao giờ các bạn sẽ bật đây. Đó, sau đó tắt đèn từ bao giờ thì bạn sẽ tắt đây. Rồi bạn chọn lưu là được thôi. Đó, nói chung mấy mục bên dưới này mình sẽ không cần dùng tới các bạn nhé. Đó, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang hình chiếc bóng đèn Galaxy. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang hình chiếc bóng đèn này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn đây. Các bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh Tuy Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Nhận hàng bạn được bóc hàng ra kiểm tra và test thử, giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn mới thanh toán tiền, mà không giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn hoàn hàng mới cho mình.
và đơn vị nhà mình là không thu tiền phí ship của mọi người. Video là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt mọi người ở những video clip sau.